Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lên cho các bác một con xe lướt các bác ạ. Con này là con check Emonda SLR4. Đây các bác. Con này size nhỏ nhá anh em nhá. Size này size 44, size XS đấy ạ. Dành cho mọi người cao ở từ 1m55 đổ xuống thì đi con này sẽ ok. 1m55 nhá. Dòng đứng của nó là 44. Dòng ngang là 49. 49-50. Dòng ngang là 49. Màu đây, mã của nó này, Emonda SLR4. Nó xe này có một anh khách đổi để lại bên em. Em đi sơ lược qua về tình trạng mọi thứ trên xe cho các bác xem nhé. Thì con này màu đen này, vạch này là vạch trên này là vạch đen đen bóng này, đây là đèn nhám này, logo bạc này, bạc xước này. Đó. Xe này Emonda này của UCI này. Đây các bác nhé. Đây là sơn đấy, sơn chứ không phải dán vào đâu. Đó. Cái xe này thì là của một anh người nước ngoài anh ấy đi. Thì có cái tem ở đây thì anh ấy bóc mất ra rồi, nó bị bong ra thì anh ấy bóc ra. Nhưng mà size con này là size 44 các bác ạ. Đó. Đây, mang. Con này thì dùng đồ Tigra. Con này là dùng đồ Tigra 4700. Cũng có cùi đề này, gạt đĩa này, giò này, cái lắc này, có 4 món tất cả. Clip con này thì cũng là clip Shimano nhá, clip Shimano này, Six Shimano này, nó toàn đồ Shimano hết, không like một cái gì cả. Đó, cặp hấp thì là của Bontrager, không phải của Shimano thôi. Giò cũng là của Shimano Tigra này, bác nhìn chưa? Six cũng vậy, Six cũng là Shimano. Các bác có thể mua cái đồng hồ của hãng nhé, mà mình bắt cho cái cục đo tốc độ ấy, nó ẩn vào đây. Cao từ 1m55 đổ xuống thì mới đi con này được nhá các bác nhá. Đây cặp lốp của nó này, nói chung là cặp lốp này thì theo như em nhìn, cặp lốp mà đi như này thì là cũng khá khá này các bác ạ, lốp này cũng khá khá rồi mà vẫn còn đang sử dụng được thoải mái. Đấy, dâu dếp lắm. Nói chung là cũng đi rồi. Cũng đi. Con này là con đời 2020. Con này đời 2020. Nếu mà các bác tìm hiểu thì con này thời đó bọn em bán thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 35 triệu. 35 triệu con này. Mã này là sẽ là từng đấy tiền đấy bác. Cục phanh là cục phanh Techo nhá. Đây. Sáng quắc chưa các bác? Đấy. Nếu mà em bán Nhật bãi thì chắc là các bác cũng không biết đâu. Bây giờ các bác thường thường thì bây giờ thì anh em hay mua hàng đấu giá bên Nhật mang về thì gọi là Nhật bãi, nhưng mà thực ra thì cái khái niệm Nhật bãi giờ nó bị loạn rồi các bác ạ. Nó không phải là Nhật bãi như ngày xưa thì nó phải là gọi là made in Japan cơ thì mới là Nhật bãi, nhưng bây giờ thì nó chỉ là xe cũ ở Nhật thôi, tức là giống như ở Việt Nam mình ấy, người ta chơi chán xe thì người ta bán lại đấy, thì ở Việt Nam mình mua lại thì mang về Việt Nam bán thì gọi là xe cũ thôi, hoặc là gọi là hàng đấu giá Nhật. Nhưng mà nhiều anh em cứ gắn cái mác Nhật bãi và đâm ra nó bị loạn. Emonda SLR4. Tất cả cái mã mà SLR4 bây giờ, mới bây giờ, đời bây giờ các bác, hình như là nó là 43 triệu vậy. Đó. Size 44 nhá. Đây thì em cho các bác một cái giá con này, nếu anh em nào ưng có thể lấy con này về sử dụng đi. Nhưng mà phải 1m55 đổ xuống nhá. Con này thì là sườn nhôm, càng trước thì càng của nó là càng carbon, sườn nhôm càng carbon, nó cũng là đời cao rồi, nó cũng là mã xe SLR4 cũng là đời cao với các bác. Đó. Đấy, các bác nào có ưng thì liên hệ cho bên em, cái giá mã này thì là 17 triệu rưỡi các bác nhé, 17 triệu rưỡi cho em nó. Tiết kiệm được nguyên nửa tiền so với mua mới luôn. Đây cả vành, tất cả đồ zin hết nhá, không có thay chế một cái gì cả. Lốp Bontrager này, vành cũng là Bontrager. Vành này có cả hỗ trợ cho các bác là sử dụng lốp không xăm nhá, có thể hỗ trợ được. Đó, nguyên bản xe không có thay thế một cái gì cả. Đấy, các bác nào có nhu cầu ưng thì là liên hệ cho shop nhá. 17 triệu rưỡi các bác ạ. Rất là đẹp.
size 44 nhá. Đứng là 44, ngang là 49 50.